Chào các bạn, rất nhiều người hỏi bên mình là có loại nào mà đựng được laptop nhỏ, gọn và mỏng. Đó, như cái loại laptop Surface Pro như con này 3-4 hoặc là những con MacBook mỏng, gọn. Đấy. Thì đây là một loại cặp giá sáp rất là mỏng. Đấy. Có thể đựng được các cái loại này và rất là tinh tế. Đây, mình cho các bạn xem nhé. Đây là dây của nó này, chất không ạ? Tất cả đều là khóa đồng xịn, loại tốt nhất. Đấy. Để có thể đeo luôn, đeo chéo luôn. Đây, rất là gọn, nằm gọn trong một góc luôn. Ở đây có các ngăn để đựng điện thoại hoặc là các cái loại sạc dự phòng. Đây. Đây các bạn xem. Đó, ok. Đó. Rất là gọn gàng. Nhìn nó rất là tinh tế luôn. Đằng sau này còn một ngăn nữa, các bạn có thể đựng ví hoặc đựng những đồ cần thiết. Ok, nếu các bạn cần một loại laptop loại to hơn thì cũng liên hệ bên mình và inbox nhé, và Facebook thì bên mình sẽ gửi cho các bạn mẫu to hơn. Đây là một mẫu rất là tinh tế và đẹp, rất là đáng mua các bạn nhé. Mình mới về mà mình đã bán gần hết rồi. Ok, cảm ơn các bạn.